Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên xin cho con kính gửi đến Chư Tôn Thiền Đức và toàn thể quý vị quan khách, quý vị Phật tử đạo hữu gần xa, lời chúc sức khỏe và toàn thân khỏe. Thiền vốn vô ngôn, nhưng sức sống của thiền dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống, đó là đạo. Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống, vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa, thi phú và âm nhạc, đã được Đại Đức Thích Tuệ Hải thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc. Và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của Đại Đức Thích Tuệ Hải. Xin mời quý vị cùng nghe. Bài thứ nhất, Tạ ơn. Bao nhiêu năm phong trần nếm trải đắng cay ngọt bùi, đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm màu muôn vẻ, đẹp làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn pháp giới chúng sanh, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời, để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, âm nhạc reo vui khắp chốn nhân thiên. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đào diệu màu tỏa rạng nghìn. Bài thơ thứ hai, Huyễn Như Như, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nổi trôi lên xuống khắp tam thiên, phù sinh bao kiếp thăng trầm mài, chợt thấu mênh mông đạo diệu màu, vô minh thực chất minh tuệ giác. Có không, không có hư bày hiện,
phải trái thị phi bông mây bay tam thiên chỉ thoảng như bụi nhỏ thế giới ba ngàn giấc khổ. Ta bà